Bữa đi khung tội nghiệp. Chiếc ở trong kia, chiếc ở trong kia. Bác khỏe bác. Gì cũng quay chú. Đợi mày lên thì sao ta. Không có gì hầm mua hả? Có mày không? Bà mẹ nó ở kia mua không? Ba đồng mấy mình chắc cái kẹo. Hả Thanh vừa coi Thanh nè của em. Đi đây rồi đi. Nè. Bữa nào ăn cơm tươi. Ra đây chị cũng ngồi xỏ đó cho anh Thanh nè. Có chị nè không? Cho một cái hộp vị khác. Ra cho mấy ông. Ê con ngồi xỏ. Rồi bây giờ là người ta là bây giờ muốn đi về Việt Nam nhưng mà nó là sao cái thằng đó nó bị trục trặc với thầy đó, nó không có đủ cái phòng nó lớn quá mà nó không để đúng rồi bỏ đó thời gian là con cũng làm vui vui thôi giống như cái đó chứ cái phòng nó đâu có phòng đó nó là gì anh ra thiếu chưa không? Bây giờ vậy nè, đúng rồi.
thợ ấy uống hết nhưng mà bây giờ nó mới vô là ba bệnh duy nhất lại đúng không? Nó mới vô mẹ buồn phải thôi à. Dầu ngày lễ thôi, ngày lễ thôi, má ngày lễ không mình đừng mến mua chứ. Gracias.